săn đấu ngôi sao với phần tranh tài đầy kịch tính của các người mẫu Đăng Khánh, Lâm Kỳ Nguyên, Cao Xuân Tài, diễn viên Đặng Thu Trâm, những ca khúc nổi tiếng, những giai điệu quen thuộc. Lúc 19:15 phút thứ bảy ngày 31 tháng 7 năm 2024 trên VTV9.